Quý vị đang thấy đây là khu vực của chợ Hàm Ninh, một vùng chợ quê ở khu vực Hàm Ninh của huyện đảo Phú Quốc. Và các du khách buổi chiều hay ghé về đây để được thưởng thức các món hải sản từ khu vực của làng chài Hàm Ninh. Đây quý vị thấy đây là cái chợ chính. Người dân địa phương cũng đến đây để được mua những cái hải sản tươi ngon từ khu vực này về để thưởng thức. Bây giờ quý vị sẽ cùng với Thịnh mình đi trải nghiệm trong buổi chiều ngày hôm nay về cái khu vực làng chài Hàm Ninh này. Trước kia thì rất nổi tiếng với món ghẹ, ngày hôm nay vẫn còn. Và bên cạnh đó thì sẽ có thêm cái còi biên mai, còi chôm. Tuy nhiên ngày hôm nay thì các sản phẩm còi biên mai và còi chôm dường như ít thấy được làm ở đây. Bây giờ mình sẽ đi từ từ để nhìn ngắm cái khu vực của làng chài Hàm Ninh này. Quý vị thấy rất là đông nhiều các cái xe và du khách tập trung về đây. Đến đây thì bắt đầu quý vị sẽ thấy được rất là nhiều những cái nhà nghỉ, những cái nhà hàng phục vụ cho các món ăn ở làng chài Hàm Ninh với các món hải sản tươi sống. Quý vị sẽ thấy nhiều khu vực các du khách tập trung rất đông, đó là những cái nơi để mình mua những cái hải sản khô. Để quý vị thấy các hàng quán bán những cái hải sản khô ở địa phương. Trước kia ở đây còn bán một cái loại bím, gọi là bím hải cẩu, rất là đặc trưng. Các du khách đang tập trung vào đây để mua con hải mã, hải long và hải yến để ngâm rượu quý vị. Đây là bím hải cẩu đây, là cái này nè, mình thấy gai không, có hai cái hòn nữa đây. Đây là những chú hải mã đang còn tươi, đang bơi, quý vị nhìn thấy. Người ta sẽ ngâm hải mã này cùng với con dài dài bên kia là hải long. Điểm nhấn của làng chài Hàm Ninh chính là cái cầu cảng dài với rất là nhiều những nhà bè được mọc lên ngày hôm nay như thế này. Mình sẽ đi ra ngoài đó để quý vị cùng trải nghiệm với mình. Yeah!
À, đây là cái trái mỏ quả đã ngâm thành rượu. Còn đây là mỏ quả tươi. À, trong đây thì có 3 loại. Thứ nhất là rồng, rắn, chim ngựa. Hải mã. À, hải long. Hải yến. Hải long. Hải long. Rắn biển. Rồi con rắn biển. Rắn biển đâu cho cô ạ? À? Đây. À còn con này là hải long à. À con này rắn này chú. Dạ. Đó quý vị thấy người dân địa phương rất là hiếu khách. Quý vị đến đây nhớ mua ủng hộ cô nha. À, dạ. Giờ Thịnh sẽ đi tiếp ra ngoài này. Buổi tối mà quý vị trở lại đây thì mình sẽ nhìn ở ngoài những chiếc thuyền câu mở đèn lên thì nó sáng như một thành phố nhỏ. Đến đây ngoài cảnh thưởng thức được không gian biển thì mình có thể đến với các nhà bè như thế này để ăn các món hải sản ở địa phương. Thì quý vị thấy các món hải sản bắt đầu rất là nhiều và phong phú. Ghẹ, nhum này, tôm hùm, ốc. Mình thấy đây là một cảnh giống như khu phố ẩm thực. À, trước kia thì không có những nhà bè nổi như thế này. À, đây là cập nhật vào ngày 6 tháng 7 năm 2019 để quý vị có thể cảm nhận được khi mình đặt chân đến với làng chài Hàm Ninh của huyện đảo Phú Quốc. Với việc phát triển những cái nhà bè và ăn uống quen theo cái cầu tàu cũ trước đây thì cũng sẽ tạo cho du khách những cái thú vị khi mình được thưởng thức. Nhưng mà điều còn lại đó là về cái môi sinh môi trường. Ốc hương, tôm tích, cua hài, đầy đủ tất cả các cái loại hải sản có. Ngọt như thường á. Anh đi dọc cái này lại. Cái này
sẽ chúc quý vị có những cái chuyến đi đến với khu vực Hàm Ninh của huyện đảo Phú Quốc có nhiều trải nghiệm thú vị giống như Thịnh Nguyễn.